Cái điều thú vị của cái con Rundit này đem đến cho chúng ta đó là cái bộ khiển của nó rất là độc. Anh em thấy ví dụ mở thì chúng này nó chỉ cần thao tác trên một chạm thôi. Còn nếu mà anh muốn muốn tua băng á thì chúng ta sẽ đè đây. Thì đó nó về hoặc là đè đây. Rồi sau đó bấm play á thì chúng ta sẽ toàn bộ tất cả cái phím bấm của nó chỉ dồn vô một cái nút xoay như này, rất là đặc biệt đó. Đấy, đây cũng là đặc trưng của con Rundit, dòng C3000 hay C4000 đều y chang như thế. Khi anh em chơi phần video thì anh em bấm vào đây, chúng ta sẽ dò đài bấm thanh này. Và tôi mở cách để thực hiện sản phẩm lần này, thành ra là Kim Thanh nghĩ đây vẫn là một cái quyết định mạo hiểm, cho dù sản phẩm bây giờ nó ra rồi mà mình vẫn cảm thấy lo lắng. Cá nhân Diệu Minh á, thì Minh xem cái MV cũng như là nhạc thì Minh đánh giá là liệu nó có thể tạo ra một cái cú hích nào đó cho TP Bá Vương không? Bản final tất nhiên là nó hoàn chỉnh và nó hay hơn bản rap mình coi khá là nhiều. Về phần dựng đường dây MV em rồi, rất cảm ơn tất cả anh em đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo. Đây là con Rundit C4000, một cái chiếc máy khá là nổi tiếng về chất âm. Nếu anh em muốn sưu tầm thì hãy cứ liên hệ với em, hoặc là cần cái trao đổi thêm thông tin gì nữa thì hãy cứ kết bạn Zalo thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi. Ở phía bên hông chúng ta sẽ có những cái cổng kết nối như đĩa than và băng cối. Đấy. Rất là đẹp luôn, chơi được radio, chơi được cassette, bắt to rõ âm thanh nghe hay. Ok.